Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam khẳng định quyết tâm của nước chủ nhà trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ năm Chủ tịch ASEAN 2020. Với việc thúc đẩy tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, mở rộng quan hệ đối ngoại và cải tiến phương thức làm việc của Hiệp hội, các sáng kiến do Việt Nam đề xuất, trong đó có kiểm điểm giữa kỳ thực hiện tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025, khởi động trao đổi về tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025, kiểm điểm thực hiện hiến chương ASEAN, tổ chức diễn đàn đối thoại Mekong mở rộng, được quan chức cấp cao các trụ cột cộng đồng ASEAN tin tưởng và bày tỏ ủng hộ. Tại hội nghị AEM hẹp lần thứ 26, các bộ trưởng kinh tế ASEAN đã chính thức thông qua 12 đề xuất về sáng kiến ưu tiên hợp tác kinh tế của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020. Các sáng kiến ưu tiên của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 tập trung vào các lĩnh vực như thương mại điện tử, thương mại hàng hóa, năng lượng, công nghệ thông tin, nông nghiệp, phát triển bền vững, tài chính, thống kê, đổi mới sáng tạo, v.v. Được xây dựng theo 3 định hướng gồm thúc đẩy liên kết và kết nối khu vực nội khối ASEAN, đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững, nâng cao năng lực thích ứng và hiệu quả hoạt động của ASEAN. Việc thông qua các sáng kiến ưu tiên này là một kết quả quan trọng, giúp khẳng định vai trò của ASEAN hướng tới củng cố khối đoàn kết khu vực, tăng cường sức mạnh nội khối, nâng cao vai trò của cộng đồng kinh tế ASEAN. Sự tham gia của ASEAN vào chuỗi giá trị toàn cầu đang ở khoảng 60% và đang được cải thiện hơn nữa. Đặc biệt với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, vai trò chủ động thích ứng của cộng đồng kinh tế ASEAN được Việt Nam thể hiện thông qua đề xuất đưa ra một tuyên bố chung cấp bộ trưởng nhằm duy trì chuỗi cung ứng và khả năng phục hồi kinh tế của ASEAN, tạo điều kiện hỗ trợ nguồn cung cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tôi đánh giá cao những sáng kiến của Việt Nam đưa ra lần này. Các sáng kiến Việt Nam đưa ra nhằm tăng cường phát triển nội khối ASEAN. Các sáng kiến này cũng nhằm xây dựng một quy chuẩn chung cho hàng hóa giữa các nước ASEAN, tạo thuận lợi cho việc lưu thông, xây dựng chuỗi cung ứng, hay có thể nói là chuỗi giá trị riêng của ASEAN trong bối cảnh các mặt hàng có giá trị kinh tế đầu tư cao về công nghệ và nền kinh tế số như hiện nay. Bên cạnh các sáng kiến ưu tiên theo đề xuất của Việt Nam, với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, hội nghị cũng đã rà soát và thống nhất các ưu tiên trong chương trình làm việc thường niên năm 2020. Ngoài ưu tiên thảo luận về hợp tác nội khối, hội nghị lần này cũng thảo luận tìm giải pháp cho các vấn đề tồn tại trong hợp tác ngoại khối. Cụ thể, hội nghị AEM hẹp lần này đã thảo luận định hướng hợp tác liên quan đến một số đối tác cần sớm có định hướng mới, như thời điểm khởi động rà soát Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ, ITGA, hợp tác với Hàn Quốc, v.v. Trong cái tiến trình chung giữa các nước ASEAN thực hiện cái xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN thì việc mà tăng cường thương mại và đầu tư giữa các nước trong khu vực là có ý nghĩa then chốt. Và năm nay là cái năm mà chúng ta cần phải đặt những cái tiền đề cho việc rà soát lại toàn bộ những cái ưu tiên trong việc xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN đó. Các bộ trưởng kinh tế ASEAN tại hội nghị cũng đã thông qua 6 khuyến nghị của hội nghị nhóm đặc trách cao cấp về hội nhập kinh tế ASEAN lần thứ 37. Trong đó đáng lưu ý là việc nhất trí chỉ đạo các nhóm công tác chuyên ngành đóng góp tích cực vào quá trình rà soát giữa kỳ kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN 2025, hướng đến hoàn thành bản báo cáo sơ bộ cuối năm nay và bản cuối cùng vào đầu năm 2021. Chúng ta đã chủ động bàn và đưa ra cho hội nghị bộ trưởng lần này thống nhất thông qua cái tuyên bố chung của ASEAN về cái COVID-19. Trong đó chúng ta cũng khẳng định là cái nhu cầu của ASEAN phải tiếp tục đổi mới và mạnh mẽ và nhanh chóng cái mô hình tăng trưởng, mà trong đó có tạo lên những cơ hội mới để tăng cường hợp tác trong ASEAN và khai thác những cái nguồn lực của ASEAN, đặc biệt là thông qua tiếp tục hoàn thiện về thể chế và pháp luật để hoàn thiện cái môi trường thu hút đầu tư cũng như là kinh doanh ở trong khu vực của ASEAN cũng như giữa ASEAN và các nước đối tác bên ngoài. Thứ hai nữa là chúng ta cũng tiếp tục định hướng để làm sao xây dựng ASEAN vẫn được trở thành một cái trung tâm thu hút đầu tư và các nguồn lực của thế giới, và điều đó nó cũng phù hợp với lại cái quan điểm cũng như là cái định hướng phát triển của ASEAN. Trong năm qua, Việt Nam đã tham gia xây dựng cộng đồng AEC với tinh thần chủ động, tích cực và có trách nhiệm. Thúc đẩy thực hiện các cam kết thành lập AEC luôn là một trong những ưu tiên cao nhất của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. ASEAN đã và đang là đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong nhiều năm qua và sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới.